Kính chào tất cả các bạn, hiện bây giờ là 6 giờ 45 chiều thứ năm, hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2023. Mình mới vừa hết ca làm, đang chuẩn bị lái xe đến quán Dunkin mua một ly trà đá. Tiện ở đây mình để cái máy trên đường đi quay cảnh chia sẻ đến với tất cả các bạn vào một buổi chiều thứ năm. Mới thả một cái người khách người Hồng Kông. Người Hồng Kông mặc đồ vest, thắt cà la vát, cặp cặp táp đồ đi làm việc. Cũng bình thường lắm, đi lên xe thì cái người đó bắt hỏi chuyện mình, bạn có làm bận rộn đồ không. Nói chung là người ta kiếm chuyện gì để mà người ta muốn nói chuyện với mình đó. Ở ngay đây có người bỏ gác cái tủ nè. Vào cái mùa này sắp vô mùa thu á, 6 giờ 45 là trời nó chặn vạng, nó sụp tối xuống. Cách nay mấy tuần thì giờ này trời nó còn sáng lắm, còn ánh mặt trời. Ở trước mặt mình cũng có cái quán Dunkin đó nè. Nhưng mà thường ngày mình uống ở dưới đầu kia, hôm nay mình chợ mình chạy xuống cái chỗ cũ của mình. Có một bạn yêu cầu mình quay cảnh lòng vòng thành phố Boston. Rồi có một bạn yêu cầu mình chia sẻ về chủ đề so sánh giữa Canada với nước Mỹ. Thì trong cái clip này, nếu mà bạn thích xem cảnh thì bạn có thể tắt cái tiếng bạn xem cảnh. Còn trả lời cho cái bạn với comment đó. Canada ở bên bang New York ở dưới bên Canada là hai cái biên giới với nhau. Thì thường thường nó nằm ở dưới cái biên giới, nếu mà cái bang nào mà làm lương cao á thì cái quốc gia kia người ta mỗi ngày người ta chạy qua biên giới người ta làm việc. Chẳng hạn như ai sống ở dưới bang California ở thành phố San Diego thì người ta biết đó là mỗi buổi sáng đó là người dân Mexico, người Mỹ đó, người ta đổ bộ, người ta đi bộ sang bên California, người ta làm rất là nhiều. Nếu mà các bạn mà nhập cảnh vào San Diego từ Mexico đó, mỗi ngày luôn là các bạn ship hàng á, là các bạn phải đợi 8 tiếng. Có sự thật nha các bạn. Nếu mà các bạn chọn những cái ngày mà có những cái ngày mà ít người, chẳng hạn như cuối tuần mà người ta không đi làm việc, nhưng mà cuối tuần dân Cali người ta cũng đổ bộ qua du lịch ở bên biên giới bên Mexico cũng đông lắm. Thì nói chung á, nếu mà các bạn mà nhập cảnh á, ai sống ở California là người ta biết. Đó là vì lý do tại sao mà mỗi lần mà mình đi du lịch xuống dưới đó mình không dám, mình muốn đi qua bên, đi qua thăm bên biên giới qua bên Mexico thì dễ, nhưng mà lúc chạy qua mà mình nhớ tới cảnh ship hàng nhập cảnh á, ship hàng mà để mình nhập cảnh vô Mỹ á, 8 tiếng, ok. Ai mà sống ở California mà người ta thường nhập cảnh là người ta xem clip là người ta đồng ý nha các bạn. Đó thì ở bên Canada đó là đồng, cái đồng đô la của Mỹ đổi ra đồng Canada, đồng đô la của Canada đó, thì mỗi một đồng của Mỹ thì thập niên 90 thì đổi gần 2 đồng Canada. Còn bây giờ đồng Canada nó có giá, một đồng của Mỹ là đổi ra được khoảng chừng một đồng 40 sen hay 30 mấy sen của Canada. Đó thì nếu mà dân Canada đó mà người ta ở biên giới ấy, mà người ta muốn đi vô thành phố New York người ta làm việc á, qua biên giới đó thì người ta lái xe qua bên biên giới. Nhưng mà ngược lại cũng có người Mỹ nha, từ ở biên giới ở bên New York người ta lái xe qua Canada người ta làm việc nha, tùy theo. Ví dụ như có nhiều cái chuyên môn của người ta làm, tìm cái công việc mà không có phù hợp ở bên bên nước Mỹ thì người ta vượt biên giới qua bên Canada. Còn ở bên Việt Nam thì ở biên giới thì có cái lệ thế ở bên China, bên Trung Quốc, thì biên giới đó người Việt Nam ở ngoài miền Bắc người ta
đi xuất khẩu lao động mỗi ngày đó, người ta vượt biên giới, người ta đi qua bên biên giới ở bên Trung Quốc á, người ta làm nông được lương cao, đi làm ô xin ở đợ đồ vậy đó. Còn mấy cái người Campuchia mà ở biên giới với Thái Lan á, thì người ta lái xe mà mỗi ngày á, người ta đi vượt biên giới đi qua bên Thái Lan người ta làm việc. Theo quốc tế người ta thống kê á, ở bên Campuchia đó có khoảng chừng trên 2 triệu người Campuchia ở biên giới đó, người ta đi nhập cảnh vô Thái Lan, người ta làm việc để được cái đồng lương cao đó. Bây giờ mình chuẩn bị vô lấy cái ly trà đá xong cái ra cái mình chạy tới bãi đậu của TJ Maxx tiếp tục giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Mới vô quán cà phê lấy một cái ly trà đá nè. Xin mời các bạn uống trà đá. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Để cái máy cho các bạn thấy cảnh người ta đi qua đi lại. Ở Canada đó thì dân số của nó rất là thấp. Theo thống kê đó, dân số bên Canada có khoảng chừng 30 mấy triệu dân, tối đa 30 mấy triệu dân. Còn ở bên Mỹ là trên 300 triệu dân, 310 triệu. 310. Một đồng của Mỹ đổi ra được một đồng 40 xu, 30 mấy xu của Canada. Tiền Canada là bằng ngang hàng với lại tiền Singapore. Một đồng của Mỹ là đổi ra được 4 đồng rưỡi tiền Malaysia. Tiền Singapore nó hơi cao hơn tiền Mã Lai, nhưng mà tiền Mã Lai cũng vẫn là cao. Một đô la của Mỹ đổi ra được 4 đồng rưỡi tiền Malaysia. Thì Canada nó nằm biên giới với nước Mỹ, hai nước nó cũng tựa, tại vì bên cạnh với nhau. Với hồi đó là cái người mà di cư mà đầu tiên đi qua bên Mỹ với Canada cũng là người Anh quốc. Đó là lý do tại sao mà hai cái quốc gia họ giống với nhau. Ok, mình mới vừa, tại vì đang định chia sẻ với các bạn nhưng mà nó hot quá, mình chạy cái cuốc này để lấy tiền uống cà phê. Cái cuốc này chạy gần ở đây nè, một đi đón có khoảng 5 phút. Xuống dưới đó quẹo trái, mình trên đường đi mình để cái máy mình quay luôn. Người khách đi có một đoạn đường có khoảng chừng nè, địa chỉ của người khách nè, đường Harvard đi dưới đây nè. Một cái cuốc này là được 2 ly cà phê. Xong mình thả cái người khách này xong á, rồi bắt đầu mình tiếp tục mình chia sẻ với các bạn. Mấy cái người di dân đầu tiên mà đi vô nước Mỹ với vô Canada cũng là người Anh quốc. Đó là tại sao hai cái nước tựa với nhau. Thì ở bên Canada đó là người ta có hai ngôn ngữ, một cái ngôn ngữ tiếng Anh với lại cái ngôn ngữ tiếng Pháp.
là tại vì cái thời mà mấy cái người di dân á, người ta từ bên châu Âu người ta qua đó, thì Pháp với lại Anh Quốc á, người ta vô người ta giành thuộc địa bên Canada. Đó thì hai cái quốc gia nó tự tự với nhau à. Cái khác là dân số bên Canada đó chỉ có ba, khoảng chừng 30 triệu, 30 mấy triệu dân. Nhưng mà về cái diện tích á, nước Canada thì nó lớn hơn nước Mỹ nha các bạn. Diện tích của Canada lớn hơn nước Mỹ nha. Nhưng mà cái câu hỏi tại đặt ra tại sao nhiều người di dân trên thế giới người ta lại chọn đi qua bên Mỹ? Nếu mà anh Quốc nói hai cái nước tựa, tại sao người ta chọn đi qua bên Mỹ? Tại vì bên Mỹ á, là có những cái bang á, quanh năm á, là nó nắng ấm các bạn. Còn ở bên Canada á, là nó chỉ có ấm được mùa hè thôi, còn phần đông là quanh năm suốt tháng là trên cả nước Canada nó lạnh nha các bạn, nó nằm ở gần Bắc Cực. Thì con người á, người ta không có thích ở xứ lạnh. Còn nếu mà các bạn mà muốn mà cơ hội mà giống như việc làm đồ này nọ đó, là ở bên Canada đó làm kiếm dễ kiếm tiền hơn là ở bên Mỹ. Mấy cái người mà xuất khẩu lao động ở bên Phi Lộc Tân á, bên Phi Lộc Tân á là người ta hàng năm á là người ta có gần 20 triệu người dân, gần 20 triệu người dân Phi Lộc Tân đi xuất khẩu lao động trên toàn thế giới á. Mấy cái người Phi Lộc Tân á, người ta đi qua bên Canada đó, người ta làm việc rất là nhiều, làm về ngành nha sĩ, làm về ngành y tá đó. Người Phi Lộc Tân á, xuất khẩu lao động á, người ta đi qua bên Canada, người ta làm việc rất là nhiều. Đó là hai cái quốc gia. Nếu mà người da trắng mà Canada đó mà đi qua bên Mỹ á, mình không có nhận ra được. Lâu lâu nè, mình có mấy người khách làm y tá đó, mấy cái cô y tá đó, mình tưởng đâu người Mỹ không mà. Tại vì ngôn ngữ ở bên Canada là ngôn ngữ tiếng Anh mà các bạn. Còn ở bên nước Mỹ thì ngôn ngữ cũng hai ngôn ngữ tiếng Anh với lại ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là Spanish á. Nếu mà người dân mà nói tiếng Tây Ban Nha ở nước Mỹ không có cần phải nói tiếng Anh. Mình đi vô chợ, vô búa hay mình nói chuyện trên điện thoại, tổng đài á, là mình có hai cái chọn lựa. Mình bấm vô cái máy họ nói bạn muốn nói tiếng Anh hay là muốn nói tiếng Spanish là Tây Ban Nha đó. Thì mấy cái người Spanish đó, mấy cái người Latino, Latina đó, thì người ta chọn nói tiếng Tây Ban Nha. Là tại vì dân số Spanish, dân số nói tiếng Tây Ban Nha ở bên Mỹ rất là đông. Nếu mà ai mà hiểu về lịch sử của nước Mỹ đó, là ngày xưa từ ở nửa của nước Mỹ mà từ Texas đi về cái hướng California đó, đất đó là đất của Mexico. Mexico bán lại cho Mỹ, cũng như là Alaska của Liên Xô, của Nga Xô bán lại cho Mỹ á. Alaska của Liên Xô bán cho Mỹ á, thì thuộc địa Texas á. Hồi xưa đó Texas là của Mexico. Mexico bán cũng Mỹ đồ, cũng có đánh qua đánh lại giành thuộc địa vậy đó, nhưng mà cuối cùng không ai thắng ai đó. Xong bên phía bên Mexico nó mỏi mệt quá, nó không muốn đánh nữa, nó bán luôn. Ok, mình tới ngay cái chỗ này là cái điểm đón khách nè. Lúc nãy mình đi vô quán Đừng Kình lấy cái ly trà đá, đúng ra mình hết ca làm rồi. Nhưng mà có cái cuốc đó, khách hàng đi sát bên đường nè, cách có 5 phút mà từ đây tới cái quán cà phê có 5 phút mà trả mình 9 đồng mấy, gần 10 đồng. Chỉ có đi gần thôi các bạn biết không, với lại tiện ở đây mình chạy lòng vòng, mình thả khách xong rồi mình để cái máy mình quay cảnh luôn. Chứ nếu mà mình ngồi ngay cái góc đó hay là đi qua bên TJ Max ngồi ở chỗ một thì các bạn không có xem cảnh.
đó mới vừa thả khách đó, ngay cái góc đường ở đây. Ở đây là cũng gần ở bên cái quán phở số 1 Brighton đó. Đó thì nước Canada đó, nó cũng cái văn hóa Canada nó cũng tự tự như là ở bên Mỹ vậy đó. Nước Canada với nước Mỹ hai bên nước láng giềng với nhau. Thì ở miền Nam nước Mỹ đó, ở bên bang Florida là miền Nam của nước Mỹ, thì nằm ở về cái hướng Mexico, quốc gia Mexico. Còn ở miền Bắc của nước Mỹ á, mình là đang ở Bắc Mỹ nè. Ở Bắc Mỹ á, thì ở biên giới với lại Canada, từ ở thành phố Boston của mình đi lái xe qua bên Canada tối đa là 7 tiếng. Từ đây qua bên thành phố Toronto á, tối đa là 7 tiếng. Đó thì mấy cái người mà giàu ở bên Trung Quốc á, ở Trung Đông rồi đó, người ta không có điều kiện di cư qua bên Mỹ là người ta ào ạt, người ta đi qua bên Canada. Bên Canada cũng dễ làm ăn, các bạn làm móng tay hay nhà hàng đồ, nói chung ở bên Canada sống cũng được. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra tại sao người ta chọn đi Canada, người ta chọn đi Canada đó là tại vì người ta không có cái sự chọn lựa đi qua bên Mỹ. Cũng giống như ngày xưa mà người Việt Nam của mình mà đi vượt biên qua bên tất cả các trại tị nạn ở bên Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, đồ Indo, đồ gì đó. Thì ai người Việt Nam ai cũng ham muốn đi Mỹ hết á. Cái bắt đầu bên Mỹ á, người ta từ chối tại vì không có diện đi á. Thì bắt đầu người ta chọn đi qua bên, di cư qua bên Canada. Mà các bạn nói với Anh Quốc Canada, Anh Quốc nói Canada với Mỹ bằng nhau. Tại sao mà người ta không có đi qua bên Mỹ mà người ta lại đi qua bên Canada? Thì giống như mình vừa chia sẻ đó, là tại vì người ta không có cái option, người ta không có cái chọn lựa, người ta muốn đi Mỹ. Ví dụ như các bạn có cái option A với cái option B, A và B. A là đi Mỹ, còn B là đi Canada. Đó, các bạn xin đi qua bên Mỹ không được, thì các bạn chọn qua đi bên Canada. Sau khi các bạn đi qua bên Canada mà các bạn trở thành công dân rồi đó, thì các bạn đi qua bên Mỹ, du lịch đi qua bên Mỹ rất là dễ dàng, không có gì là khó hết đó. Sau khi mà định cư qua Canada rồi đó, có một cái điều là các bạn đi qua bên đây là các bạn ở lậu thôi. Chứ mà từ bên Canada mà các bạn đi qua bên đây á, đi qua bên Mỹ á, thì không có khó. Tại vì hai nước Canada với Mỹ là láng giềng mà. Nếu mà Canada mà không có lạnh á, không có tiết, không có nhiều tiết, không có lạnh á, thì ở bên Canada ngon hơn. Ở bên đó chính phủ á, lo bảo hiểm sức khỏe cho người dân á, 100%. Ở bên làm công dân bên Canada, bệnh hoạn, đi khám bệnh, bác sĩ đồ á, không tốn xu nào á. Còn mà nói về người ta nói ô tôi ở bên Canada tại vì tôi đóng thuế nhiều cho nên tôi mới được bảo hiểm, chính phủ lo cho bảo hiểm xã hội miễn phí, không có. Bên Mỹ đóng thuế nó cũng bằng với Canada chứ nó không có thấp hơn. Mặc dù cái bề nổi á, là các bạn thấy nhìn cái số á, là ở bên Mỹ á, có cái vẻ nó thấp hơn, đóng thuế thấp hơn. Nhưng mà giống như ở Mỹ đi, mình đóng thuế thu nhập, rồi mình mua quần áo, đồ ăn, mình phải đóng thêm thuế, mình mua xe cộ, cái này cái kia, rồi nó tính đi tính lại là nó cũng y chang như vậy à. Đó thì cái diện tích của bên Canada đó là nó to hơn là cái diện tích của bên nước Mỹ. Còn ở bên Canada đó là người ta nói hai thứ tiếng, tiếng Pháp với tiếng Anh. Là tại vì ngày xưa thời lập quốc bên Canada đó là Pháp người ta qua, người ta đô hộ. Rồi bên Anh quốc người ta cũng qua, người ta di cư qua vậy đó, tục địa đó, thì của Pháp với của Anh. Sau này người ta sáp nhập lại,
Bây giờ thì Canada họ làm chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ, nhưng mà họ có mối liên hệ với lại bên triều đình Anh Quốc á. Có một số người dân Canada đó, người ta cũng vẫn còn tôn sùng ông vua ở bên Anh Quốc á. Còn bên Mỹ thì dùng hai ngôn ngữ, tiếng Mỹ với lại tiếng Tây Ban Nha, tiếng Spanish á. Tại vì dân số của người Spanish ở bên nước Mỹ rất là đông. Đi vào ngân hàng xài thẻ ATM hay là đi vào siêu thị mà thanh toán mà tự bằng những cái máy tự động hay là dịch vụ bất cứ một cái gì, mấy cái người mà Latino á, mấy cái người nói tiếng Spanish Tây Ban Nha đó, không ở xứ Mỹ không cần phải nói tiếng Mỹ, không cần. Mình chở khách đó có nhiều người khách Latino đó, người ta đi không ở đây quanh năm suốt tháng, người ta không có nói giỏi tiếng Mỹ, người ta không cần. Mặc dù cái tiếng Spanish đó họ nói cái âm điệu, cái giọng khác nhau, nhưng mà nếu mà các bạn mà nói được tiếng Mỹ á, là các bạn học tiếng Spanish, tiếng Latino rất là nhanh. Giống như bây giờ mình nhìn chữ Spanish vô, mình không có nói được nhiều chữ mà mình nhìn vô là mình hiểu được. Tại vì hai cái tiếng Anh với tiếng Latino á, là nó viết tựa giống như nhau. Xin phép các bạn cho mình hốc một miếng trà đá. Cái thời mà lập quốc á, thì người dân ở bên Anh Quốc người ta cũng đi qua bên Canada người ta lập quốc. Ở bên Hoa Kỳ mà cái thời lập quốc thì cũng là người Anh Quốc. Tức là người Anh Quốc người ta đi qua bên nước Mỹ người ta lập quốc, rồi người Anh Quốc người ta đi qua bên Canada người ta lập quốc. Đó là lý do tại sao mà hai quốc gia họ giống với nhau. Mặc dù người dân Mỹ người ta đi qua người ta trình nhập cảnh, người ta trình ra cái giấy passport. Người Canada đi qua bên Mỹ người ta cũng trình qua cái sổ thông hành passport của Canada. Nhưng mà khi các bạn đi vào hai quốc gia đó, nó chỉ có khác là khung cảnh thôi chứ hai bên nó y chang nha. Đi qua phố Tàu ở bên Boston hay là đi qua bên phố Tàu ở bên Toronto, nhìn nó cũng tựa, nó không có cái gì khác hết đó, y chang vậy đó. Ở bên Canada người ta cũng dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Đó, mình đi qua bên đó mình nói tiếng Anh. Người Canada đi qua bên Mỹ người ta cũng nói, cũng dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Để so sánh hai quốc gia nó không có cái gì so sánh, nó chỉ có khác một cái á, là bên Canada vào mùa đông á, nó có nhiều tuyết, nó lạnh hơn ở bên nước Mỹ. Đó là lý do tại sao mà nhiều người dân Mỹ người ta không có đi qua bên Canada người ta sinh sống. Nhưng mà người dân Mỹ á, khi nào mà người ta bầu tới 4 năm mà bầu tổng thống á, mà người ta không thích cái ông tổng thống đó đó. Đa số người, có nhiều người dân Mỹ người ta không thích tổng thống, người ta đi qua di cư, đi qua bên Canada người ta sống. Sống chừng nào mà cái ông tổng thống đó ông hết nhiệm kỳ á, người ta trở về nước Mỹ. Đó, có một số người Mỹ người ta đi qua bên Canada người ta sinh sống. Đi qua bên Canada nó sống, cuộc sống nó cũng y như nước Mỹ, cũng mình cũng đi làm hãng, đi làm nó cũng có Dunkin, Starbucks, cũng có McDonald's, Burger King, nó cũng tương tự như vậy. Cũng đi ra siêu thị, chợ búa, mình cũng ăn trái táo đồ. Tại vì người dân Canada hồi xưa là người ta xuất thân là từ là người Anh Quốc. Thì người Mỹ cũng vậy, cho nên hai cái quốc gia Canada với Mỹ nó tương tự với nhau. Đó. Thì nếu mà các bạn mà không có điều kiện mà đi định cư đi qua bên Mỹ á, thì cái option B đi các bạn, cái option B các bạn đi qua bên Canada. Rồi sau khi các bạn đi qua bên Canada đó, các bạn trở thành công dân thường trú nhân ở bên Canada đó, các bạn đi qua bên Mỹ rất là dễ dàng. Lái xe đi qua cũng như ở bên Việt Nam, lái xe qua bên Campuchia hay là ở miền Bắc lái xe qua bên từ Lạng Sơn đó, lái xe qua bên Trung Quốc. Hai cái biên giới đó, nó sát một bên. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Thậm chí ở bên Canada nó có nhiều cơ hội hơn ở bên Mỹ. Tại vì dân số bên đó người ta thấp, các bạn biết không?
Còn ở bên Mỹ dân số nó cao đó, thì công ăn việc làm mới nhiều, người dân số nó cao, nhiều người người ta dành những cái công việc ngon á, người ta xếp hàng. Còn bên Canada dân số thấp thì có nhiều công việc. Ở bên Canada đó thậm chí mà làm khá giả có nhiều tiền hơn là bên Mỹ. Nhưng mà cái câu hỏi các bạn hỏi tại sao anh không đi qua, anh nói ở bên Canada làm nhiều tiền có cơ hội hơn, tại sao anh không đi qua bên Canada anh sống, thì giống như mình nói đó, cái chính đó là tại vì nó có nhiều tiết. Các bạn biết không, nó có mùa đông, nó có rất là nhiều tiết, nó rất là lạnh đó, nó lạnh hơn là ở bên Mỹ. Đó là lý do tại sao người ta không muốn sinh sống ở bên Canada đó. Thì vào mùa đông á, có một số người dân Canada đó, người ta đi du lịch qua bên Việt Nam, đi du lịch qua bên Thái Lan để người ta chống lạnh, đi du lịch qua bên miền Nam của nước Mỹ. Vô mùa đông á, dân Canada đó, người ta đi qua bên Florida rất là nhiều, đi qua bên Texas, đi qua bên Cali rất là nhiều, chống lạnh đó. Còn mà nói về môi trường văn hóa là nó cứ tự tự với nhau à. Mình ở bên đây nói tiếng Anh, uống trà đá, đơn kình thì đi qua bên Canada mình cũng uống trà đá, nó cũng y chang như vậy, mình cũng nói tiếng Anh, không có khác cái gì, chỉ có khác có một cái là ồ, bây giờ là tôi đang ở bên Canada. Đó, hai bên cũng mua súng ống cũng tự do, người dân Canada cũng tự do mua súng ống, người ta phải cạnh tranh với nước Mỹ. Đó. Diện tích của quốc gia Canada đó là nó to hơn, nó lớn hơn diện tích của bên Mỹ. Dân số của bên Canada đó, nó thấp hơn dân số bên Mỹ rất là nhiều. Bên Mỹ dân số là trên 300 triệu dân Mỹ, còn ở bên Canada là khoảng chừng tầm ba mươi mấy triệu dân. Còn mà nói về giữa hai quốc gia mà có ai mà trên thế giới mà đi di cư vào nhiều nhất á, là trên thế giới người ta đi di cư vào Canada nhiều hơn là bên Mỹ. Tại vì dân số bên Canada đó người ta không có nhiều, thì người ta có thể người ta ưu tiên cho mấy cái người di cư ở trên trên toàn thế giới. Nếu mà các bạn ở Việt Nam mà các bạn có cái nghề chuyên môn á, các bạn đi học cái nghề chuyên môn nào á, các bạn có cái ngành xong rồi các bạn xin chính phủ Canada, các bạn muốn còn thôi các bạn cứ đi lên tòa đại sứ của Canada, các bạn nói bây giờ tôi sống ở Việt Nam, hoàn cảnh của tôi như vậy, khó khăn như vậy đó. Mà cái lý do đó để được mà dễ đi định cư qua bên Mỹ với Canada đó, các bạn đưa ra cái lý do đó là các bạn nói là tại vì ở bên Việt Nam các bạn không có tự do đó. Các bạn đưa cái bằng chứng ra, các bạn đưa cái biên lai ra, các bạn nói nè, tôi có cái kênh mà tôi dùng cái ngôn ngữ tự do, cộng sản nó nói nó có tự do ngôn luận, mà tôi viết bài lên Facebook hay là tôi đăng kênh lên nè, nó phạt tôi không cần phải bỏ tù. Các bạn có chứng nhận có cái hình mà cộng sản Việt Nam nó chụp các bạn cái ngày mà nó phạt các bạn á, các bạn cầm cái đó ra là các bạn xin đi di cư qua bên Canada. Xin qua bên Mỹ á, thì nó hơi khó, nó hơi chờ đợi, nhưng mà xin qua Canada là họ nhận các bạn ngay. Các bạn có bằng chứng đưa ra, các bạn nói bây giờ các bạn đi lên các bạn phỏng vấn phải không, thì họ nói ok anh nói là ở Việt Nam nó không có tự do, vậy anh cho tôi cái bằng chứng. Cái người mà phỏng vấn sứ quán Canada đó, người ta phỏng vấn, người ta nói ok anh đưa cái bằng chứng nào là anh khẳng định là bên cộng sản Việt Nam họ cho anh không có tự do đó. Thì các bạn đưa cái giấy phạt, các bạn nói nè, cái kênh của tôi nè họ phạt tôi 7-8 triệu Việt Nam đồng, hay là cái bài của tôi viết trên Facebook nè đó, các bạn có cái giấy chứng nhận bị phạt thì họ cho các bạn đi. Còn thôi các bạn tìm cái ngành gì mà ở bên Canada mà ngành chuyên môn á đó. Đó, người ta cần mấy cái người mà có cái những cái ngành chuyên môn đó, các bạn xin vô cái diện đó các bạn đi.